Trước mắt khán giả, Hạnh Nguyên đang ghép và test một bộ hát bằng nhạc VIP thôi nhá. Trong hình này, Hạnh Nguyên dùng một loa 715 Mỹ và còn xúc 718 với một hệ thống máy cao cấp đỉnh cao của bây giờ nhá. DB Acoustic LX8. Mời bác nghe một khúc Trăm Năm Bên Cũ do ca sĩ Bến Trấn Thành biểu diễn. Nhớ đêm trăng nào chúng mình chia tay, thấp thoáng kinh đô bóng hoa đèn gầy, giọt sâu nắng chiều chiến vai, hẹn hò tìm về tương lai, dấu cho ngày chiến chính dài. Đã bao thu rồi ta chẳng gặp ta, vang tiếng ca cầm giữa đêm trăng tàn. Cuộc đời còn nhiều bóng ma, thì mình còn nhiều cách xa, xin đừng quên chuyện ngày qua. Nước nó chấm cho Trấn Thành và anh với một like nhá, tình yêu để sản xuất ra nhiều bạn VIP này, anh em cùng nghe đến này. Một lần chiến tranh quê hương khắp chốn lưu linh, người đời người giữa lúc xuân. Nhớ ai chẳng về bên cũ chiều nay, hoa chất buồn sông hương hương giang chữ dân lành đầy. Dù đời còn nhiều trống gai, mà lòng người còn thương ai, nên còn mong đợi từ đây. Các bác hãy lắp tay phone nghe tiếng kép nó búng, nó rất là róc rách trong sáng ấy chết. Tiếng bát cực mềm mà êm tai mà nhá, đánh nội lực và lan tỏa. Lời lời rõ ràng, một bộ máy đẩy cao cấp lấy CD8 của DB Acoustic là công nghệ đột phá và tiên tiến hiện nay tại Việt Nam về lĩnh vực âm thanh. Một cặp loa đình đám 715. Đã bao thu rồi ta chẳng gặp, vang tiếng ca cầm giữa đêm trăng tàn. Cuộc đời còn nhiều bóng ba, thì mình còn nhiều cách xa, xin đừng quên chuyện ngày qua. Nước non còn đây, tình yêu non nước chưa đầy, thì đừng mơ chi phút dung vầy, dù người đi theo năm tháng dài. Một lần chiến tranh quê hương khắp chốn điêu linh, người đợi người giữa lúc xuân say. Nhớ ai chẳng về bên ngủ sông hương hương giang chữ dân lành đầy. Dù đời còn nhiều trống gai, mà lòng người còn thương ai, nên còn mong đợi từ đây. Dù đời còn nhiều trống gai, mà lòng người còn thương ai, quá tuyệt vời nhá. Mong bây giờ anh ghép các bạn nhạc anh em cùng nghe và sang quá tuyệt vời. Bây giờ em đang mời các bác nghe một bản Brezo nhá. Brezo là một trong bản nhạc của anh đủ cái giải luôn, từ bát chung ghép đến bát 718 thì nó quá mềm mà nhá. 718 cái hợp với 715 thì không đỡ luôn, nó số 1 thế giới rồi, nó mềm rộng và uy lực.
Với dòng này anh em nghe sàn bắp các kiểu được không nhá, chi tiết hết. Đầu xuất khẩu toàn 3.200 mắc đấy. Nghe không lời thì không rõ luôn. Ngày nào đã quen nhau vì chung hướng đời, mình chót trao nhau nụ cười và tình yêu đó tối đêm em trong tim, dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình, tôi cũng không bao giờ, tôi không. Mà ghè nó tép ra nó rất đều đặn, rất là nhàn nhã. Tiếng bát cũng vậy, chắc lịch luôn, không vội vã, không lẫn không ngủ. Lời thì nó sắc nét luôn. Còn đâu những đêm anh dìu tôi lối về, buồn kể nhau nghe chuyện đời. Về như thế này cảm giác. Đấy, rồi em giới thiệu lại một lần. Nói chung những cái bộ này là bác nào phải chịu chơi quá, chịu đầu tư mới chơi được thôi. Mới ra thành nó không rẻ quá nhá. Em giới thiệu chết luôn. Thì câu hình này anh Nguyễn lắp một đôi loa 75 Mỹ. Con này sợ bác bốn đôi leo và tép leo. Tiếng già rất là bật và lẩy quá nhá, êm tai. Và một trong dòng loa thiết kế thùng đẹp nhất. Riêng con này nó đẹp tới 98%. Bãi không nhá. Một quả súp gọi là ông lớn, gọi là súp chúa đây, 718. Con này thiết kế thì nó là số 1 của thế giới rồi. Chi tiết đẹp mắt vào nhá, và êm tai. Với những dòng combo này anh em có thể nghe nhạc không lời, nhạc sàn, nhạc loa top, remix đều hết. Mà nghe nhạc vàng thì cực kỳ là êm tai, nghe nhỏ hay nghe to hay không nhá. Tiếng nó mềm và êm ả. Và hôm nay em mạnh dạn đưa một bộ máy đẩy cao cấp nhá. Có thể nó đẳng cấp luôn. Mà nhìn này, tất cả vỏ bằng nhôm đúc hết nguyên khối. Trắng màu ghi rất đẹp. Đồng bộ đẩy LXA8, vang số LXD8, quản lý nguồn LXV8 và mic LXV8, hoàn toàn là số hết nhá. Quản lý nguồn số, mic số, đẩy số và vang số đấy. Đồng bộ của DB Optic, một phiên bản gọi là áp dụng những công nghệ mới nhất hiện nay tiên tiến về âm thanh đấy, chip xử lý cực mạnh và nhá, là số trình điều khiển quản lý nguồn đọc số, rồi là đẩy số nhá, tất cả ok. 4 kênh, con này là 4 kênh nhá, tái lắp 1 kênh trên app điều chỉnh được số hết. Cho nên là em lắp bộ này cả khả linh bác nó rất hay về nhạc, ngọt về nhạc, không có độ ồn đấy, sạch sẽ luôn. Đôi loa là 50 triệu nhá, đôi loa 75 triệu này. Súp 715S là 24 triệu, giá mới đẩy này thì cái bộ này hơn 5 triệu thôi đấy. Anh em mà mua đồng bộ này em tính cái bộ này vừa phải thôi đấy. Còn DB nó có cả dòng loa và súp nhá, nhưng mà em ghép DB rất hay nhá, cực kỳ hay. Mic sang trọng này, tay đúc bằng đồng ấy, mạc chrome, đầu mic to, thu âm rất tốt anh em nhá, tiếng ngọt đi, anh em hát thấy tiếng sụt sạt, xào sạt đấy, rất hay đấy. Anh em nào nhu cầu bộ này alo cho em nhá, nguyên khối đây, em lắp sẵn rồi. Các bác mua bộ này chỉ về lắp rồi chạy luôn thôi, bởi em đã set up mất gần một tiếng đồng hồ rồi. Trên cái đôi loa này với cái súp này, cân pha đồng pha hết rồi, tính toán giải tuần hợp lý để ra đôi loa kia, micro nhẹ nhàng bay bổng đủ âm không rút rít nhá. Xin chào bác và chúc bác một ngày vui vẻ.